Ok, đây là ba chiếc xe cùng phân khúc 300cc đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là MT03, tiếp theo là Z300 và BN302. Ba hãng xe thì hôm nay có dịp là có ba chiếc xe cùng phân khúc kế bên nhau như vậy thì làm một cái so sánh nhẹ nhàng. Trong phần so sánh này thì chủ yếu là mình phân tích ở cái vị trí tĩnh của từng chiếc xe thôi, chứ còn không có test tốc độ, không có test công suất máy. Thực tế thì theo quan điểm của mình thì cũng không có cái công suất máy thì mình để vậy thôi, chứ cũng chưa bao giờ mà mình những chiếc xe này phải là những xe để đua, cho nên là mình không có ý định test cái công suất. Xét về vẻ hầm hố thì chắc là Bentley BN302 là chiếc xe hầm hố nhất trong cùng phân khúc, với tất cả mọi thứ đều rất là to, cực kỳ to, nhìn rất là chất. Còn và Z300 là chiếc xe được thiết kế có cái dàn quay là bọc kỹ nhất, tất nguyên cái dàn nhựa rất là lớn, nó ốp toàn bộ, nó che hết tất cả các máy móc luôn. Còn MT03 thì vẫn là thằng em út nhỏ nhất trong nhóm, mặc dù là các thông số kỹ thuật thì có một số thứ nó vẫn to hơn, nhưng mà nhìn tổng thể thì nhìn có vẻ chiếc MT03 nhìn có vẻ nó ốm, nên mọi người nhìn thấy nó ốm đấy. Bây giờ mình nhìn từ phía trước thì chiếc xe ha, thiết kế đầu đèn của MT03 và cái form nhìn phía trước là tương đối rất là nhỏ. Về xét về độ hùng hố thì mình thấy rõ ràng là nếu MT03 nhìn từ phía trước thì là chiếc nhỏ nhất. Đây là Z300, nhìn nó rất là ngầu, và đặc biệt là cái đầu đèn rất là dữ dằn. Và đây là BN302.